Chương trình mà tới không thấy MC, không thấy ai hết. Không lẽ giờ mình tự ngồi mình làm MC rồi mình làm khách mời mình trả lời luôn ta? Để gọi điện thoại thử coi. Điện thoại gọi em tới rồi. Tại vì hôm nay em phải phiên diện, mất thời gian một xíu. Không có sao. Ê, Ngọc Nhi, em làm gì vậy? Em mặc đồ kiểu gì vậy? Phong cách nguyên cây. Cái gì? Cái đồ hiệu. Đây đây đây, xin giới thiệu. Mắt kính Gucci Chanel Hermès. Nói em nghe nè, đang còn trẻ, khỏe khoắn, mình đừng làm mấy cái hành động bất thường vậy. Nhìn tưởng bị thần kinh chứ kỳ gì. Biết sao không, tại vì thích đồ hiệu lắm mà đâu có tiền mua đâu. Đó, bây giờ phải thực hiện ước mơ bằng cách dán lên vậy nè. Mà anh biết không, mấy bạn trẻ bây giờ, Gen Z thôi nha. Em thấy mấy bạn mới ra trường, mới đi làm, mà các bạn đi làm toàn là mặc đồ hiệu từ trên xuống dưới. Em thắc mắc là không biết ở đâu mà tiền các bạn mà mua nhiều đồ hiệu vậy. Em thắc mắc hay là tại vì em đang đi đòi? Mới đòi hả? Bây giờ anh nói em nghe nè, mình còn trẻ, tương lai mình còn dài đúng không? Sự nghiệp mình còn rộng mở. Sau này đi làm có tiền, mình thích mua đồ hiệu gì thì mình mua. Chứ mắc mớ gì mà em dán mấy cái này. Rồi ví dụ em đeo vô thì em có thấy đường em đi không? Trời ơi, nhìn kỳ lắm. Cái này chắc hợp với hóa trang Halloween thôi anh. Nên là ngày hôm nay em nghĩ là em đã lựa chọn đúng khách mời rồi. Đó là chủ đề giới trẻ và hàng hiệu. Đúng cái chủ đề này là phải mời một cái chị nào đó mê hàng hiệu nói chuyện với em đúng không? Nhưng em muốn chương trình sẽ có một góc nhìn mới hơn từ một người đàn ông. Em mời anh là rất là đúng. Tại vì nếu em mời một cái chị nào mà mê hàng hiệu á, mà chị thấy em xài hàng hiệu cái này là chị đứng lên chị đi về liền. Tại vì mấy người mà xài hàng hiệu thiệt á, người ta không thích mấy người mà xài hàng hiệu mà kiểu pha ke giống vậy đâu nha. Mà pha ke này là hơi quá. Mình trưởng thành mình cũng làm được chị lắm hiểu không? Rồi ok. Tôi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Quán Quen Chuyện Chất, được phát sóng vào lúc 12:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đạt Phim Media thực hiện. Và ngày hôm nay giống như Ngọc Nhi vừa giới thiệu thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề giới trẻ và hàng hiệu. Và xin chào đón khách mời Huy Khánh. Trước tiên thì Huy Khánh xin chào người bên cạnh Huy Khánh là Ngọc Nhi, một cô gái rất là lạ ngày hôm nay. Và sau đó là Huy Khánh xin phép được chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Quán Quen Chuyện Chất. Năm 2004, bộ phim Dốc Tình khiến đông đảo khán giả Việt Nam biết đến tên tuổi của Huy Khánh. Với chiều cao lý tưởng, vẻ ngoài ưa nhìn và lối diễn xuất phóng khoáng, Huy Khánh đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và được đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim đình đám như Cô Dâu Đại Chiến, Chuyện Tình Xa Xứ, Hạnh Phúc Mong Manh và mới đây nhất là bộ phim Lật Mặt rất thành công. Huy Khánh đang thử sức trong nhiều tuyến nhân vật khác nhau và không ngừng làm mới mình trong mắt khán giả. Em mời khách uống nước à? Anh mời em uống mới đúng, anh tới trước anh kêu cho em đó. Anh không dám uống, anh đợi em nãy giờ mới dám uống đó. Ngon nha, món mới nè, trà mãng cầu đang hot lắm á. Đầu tiên là em không có biết là anh có xài hàng hiệu hay không, mà em nghĩ là dù anh có thích hàng hiệu hay là không thích thì cũng sẽ có những cái góc nhìn rất là hay. Thật ra hàng hiệu thì ai cũng thích. Thích bởi vì nó là hàng hiệu, mình xài cái người ta biết được cái giá trị của cái túi hàng hiệu đó và người ta đánh giá mình là một người đẳng cấp. Khi mình nhắc tới hàng hiệu thì người ta cũng nghĩ vậy. Nhưng mà cá nhân của anh á là anh rất là ít xài hàng hiệu, bởi vì khi mà xách một cái túi mắc tiền tự nhiên mình cảm giác mình mắc cỡ. Là tại vì mình là người gần gũi với công chúng mà mình xài những cái đồ mà nó quá giá trị á, thì nhiều người ta sẽ có một cái khoảng cách với mình, họ ngại tại vì họ không có đồ hiệu, họ không dám tiếp cận mình. Cho nên là Huy Khánh rất là ngại. Trừ khi mà mình đi vào những cái chỗ nào rất là sang trọng hoặc là cần thiết những cái món đồ hiệu thì mình sẽ sử dụng. Còn cuộc sống đời thường thì Huy Khánh có nhưng mà rất ít xài. Nhưng mà với anh á, việc mà anh mua hàng hiệu á, nó sẽ là theo sở thích hay là nó có thể ứng dụng vào cuộc sống, hay chỉ đơn giản là anh muốn sưu tầm thôi? Anh thì lại thích nó ứng dụng vào cuộc sống. Để mà sưu tầm hàng hiệu á, thì mình phải có rất là nhiều tiền, bởi vì có những cái túi cả trăm triệu, cả tỷ đồng, cả chục tỷ đồng. Để mà sưu tầm nó thì mình chắc chắn mình theo không nổi. Mà để mà thích xài hàng hiệu thì đó không phải là tính cách của Huy Khánh. Để ứng dụng thì anh nghĩ nó là tốt nhất. Ví dụ như một cái đồng hồ giá trị, mình có thể mua cái vài trăm triệu để mình đeo, và có thể cái đồng hồ nó sẽ được lên giá theo thời gian.
và mình có thể mua một cái túi hiệu để khi mình vô những cái chỗ sang trọng thì mình nâng tầm mình lên được chút xíu. Thường khi Khánh đi làm phim trường không thể nào mà xách một cái túi mà 5-6-70 triệu được, nó rất là phí phạm và nó rất là không có đúng với cái bối cảnh ở đó. Vậy thì món hàng hiệu đầu tiên mà anh Huy Khánh mua đó là món gì? Một cái túi. 27 tuổi, tức là mình đi làm có tiền rồi thì mình mới mua, chứ mình không có cố gắng đeo vòng để mình đi mượn tiền hay là mình làm bất cứ thứ gì để mình mua cái túi sau đó mình nhịn đói. 27 tuổi, theo những cái nghiên cứu và những cái thống kê á, thì những cái mặt hàng xa xỉ phẩm, cái khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ tầm từ 15 tuổi thôi. Thì với con số này anh có cảm thấy ngạc nhiên hay không? Bởi vì con số này thì nó sẽ khác với thời điểm trước, sớm hơn từ 3 đến 5 năm so với cái khoảng thời gian trước khi người ta thống kê về khách hàng mua hàng hiệu. Bình thường thôi, tại vì ba mẹ của những bạn nó có tiền, đi làm có thu nhập thì muốn cho con mình xài hàng hiệu đó là chuyện bình thường thôi. Còn những bạn đó mà gia đình nghèo mà xài nó mới là bất thường. Em cũng còn thắc mắc là có một số bạn gia đình cũng không phải là quá dư giả đâu, nhưng mà các bạn cũng sở hữu hàng hiệu từ rất sớm, thì anh nghĩ sao? Vì mấy bạn nó đua đòi, thấy những cái bạn con nhà giàu có thì mấy bạn nó bằng mọi giá mua, có thể về ép ba mẹ mình mua hoặc là làm một cái điều gì đó không đúng để mua cái túi đó. Và hiện nay cũng có một số bạn trẻ họ rất là giỏi, họ đi làm có thêm những cái thu nhập bằng những cái sự quảng cáo hoặc giới thiệu với những nhãn hàng, thì họ có tiền để họ mua những túi hàng hiệu và xài. Em thấy bây giờ mà mạng xã hội phát triển cũng là cái cách giúp cho các bạn kiếm tiền rất là nhanh anh ha. Kiếm tiền nhiều hơn cái cách truyền thống của mình hồi xưa là phải đi làm mới có tiền. Mà Ngọc Nhi thấy có một cái hay ở các bạn trẻ nữa là các bạn không chỉ là đua đòi như mình nghĩ, nhưng mà các bạn sử dụng hàng hiệu rất là có gu nữa. Mấy bạn thế hệ trẻ bây giờ mặc đồ và sử dụng đồ, mang giày mang dép rất là đẹp, rất là hiện đại và nhìn rất là chất. Nếu như mình mà biết sử dụng đồ hiệu đúng đắn và mình biết làm đẹp cho mình, nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều thứ. Mình có thể gây được ấn tượng đẹp đối với một người đối diện, đó là một người chủ, một người sếp hoặc là một cái dự án nào đó. Ví dụ như anh mua cái đồng hồ đi, trong một cái khoảng thời gian lâu đôi khi nó còn có thể sinh lời nữa. Và bây giờ các bạn trẻ cũng lựa chọn cách đầu tư hàng hiệu để sinh lời. Và nhiều bạn còn kinh tế hơn, khi mà các bạn mua xong một thời gian các bạn không thích, các bạn muốn là đổi đồ mới liên tục, thì các bạn có thể bán lại ha. Sau đó các bạn mua đồ second hand để sao cho mình vẫn mặc rất là nhiều đồ mới nhưng mà mình vẫn tiết kiệm được. Thì anh thấy đây có phải là một cái cách khôn khéo và đúng đắn không ạ? Có những người họ đầu tư nhà, đầu tư đất, đầu tư nhiều thứ để sinh lời, thì có những bạn trẻ bây giờ họ sẽ đầu tư về trang sức. Có những món đồ là limited, khi mà mua thì nó sẽ không có món đồ đó sản xuất ra thêm một lần nào nữa, thì càng theo thời gian sẽ có giá, thì khi bạn đó thấy đủ lời bán thì lấy cái tiền đó lại mua những cái món khác, thì những món đó sau này không thích lại bán, có lời thì lại mua món khác, thì bạn đó có cơ hội sử dụng được nhiều hàng hiệu hơn người khác. Đúng rồi, như anh Khánh nói, những cái món đồ limited nó không phải ai mua cũng được, nên là việc mà các bạn đầu tư hàng hiệu rồi họ cũng phải có kiến thức nè, rồi chúng ta cũng phải biết cách để săn lùng những món đồ đó và khi nào nên bán ra, khi nào nên giữ lại nữa. Ngọc Nhi thấy đó cũng là một cách kinh doanh đúng không ạ? Kinh doanh rất là hiện đại và rất là thông minh. Như chúng ta thấy thì các bạn trẻ thế hệ Gen Z quả thực rất là thú vị đúng không ạ? Các bạn biết đầu tư hình ảnh cá nhân của mình nè, các bạn biết sử dụng hàng hiệu một cách rất là có gu, rất là tinh tế và xây dựng được thương hiệu cá nhân. Nhưng mà có phải ai cũng nên sử dụng hàng hiệu hay không? Và nếu như chúng ta không đủ điều kiện để dùng hàng hiệu mà vẫn cố đua đòi để có thể mua được những món hàng hiệu đó thì có thể gặp những rắc rối gì? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình. Muốn sử dụng hàng hiệu cũng cần phải thông minh và có kiến thức. Cho nên trò chơi ngay sau đây chúng ta sẽ thử kiến thức về hàng hiệu. Nhân viên Huy Khánh, đây, đố anh là mình sẽ làm gì với hai cái bảng này? Huy Khánh nghĩ là sẽ ráp những cái tên, cái phong cách thời trang hợp với những tấm hình bên này đúng không? Và đây sẽ là luật chơi, xin mời mọi người cùng lắng nghe nhé. Trong một phút, khách mời phải gắn các bức hình với tên phong cách thời trang tương ứng. Và nếu kết quả 5 trên 8 thì sẽ giành được một món quà của chương trình. Anh có cần phải xem trước sau đó mình bắt đầu mình biết không? Có chứ, tại vì chưa bao giờ mình mặc những cái phong cách thời trang này, cho nên đối với mình rất là lạ. Và đây là Huyên Khánh nghĩ một cái thế hệ trẻ bây giờ họ sẽ rất là thích. Một phút dành cho diễn viên Huy Khánh bắt đầu. Chắc đúng được hai cái là cùng đúng không? Em sợ không được hai cái. Tại vì mấy cái bộ đồ này nó cũng hơi na ná nhau ở một số cái phong cách nên rất là dễ nhầm lẫn. Một, hai, ba, bốn, năm. Sai quá. Em nghĩ vậy, em sợ không đúng cái nào quá. Đủ 8 cái rồi ha. C, anh chọn là 3. C
đây là hình mấy cô này, anh chọn là 3 là phong cách retro. Và đáp án của chúng ta, hình C sẽ là phong cách bohemian. Trời, sai rồi. Thật ra á, bohemian là một cái phong cách kiểu như là thời trang phóng khoáng du mục á. Thì đó, anh nhìn mấy cô nè. Còn á, phong cách retro mà anh lựa chọn số 3 này á, đúng á, đó chính là bên này chữ E. Ủa? Đó là mặc lại thập niên trước, mặc áo yếm cái thời xưa, anh nhớ không? Rồi, sai hết rồi đó. Anh chọn hình D, hình D đây là số 1. Ủa, thế là đúng. Vậy ha. Đúng rồi, á thiệt chứ. Những cái bộ đồ trang phục mà chúng ta có thể mặc đến công sở á. Ráng được 2 cái, ráng được 2 cái. Tiếp theo, hình H là 2 đúng không? Tại sao anh chọn này? Anh nghĩ sao anh chọn này? Ít người dám mặc mà nó hơi hướng giống như mấy người Nhật hay mặc á, họ có những cái bộ thời trang rất là lạ lẫm, phá cách. Dạ đúng, đây là một phong cách thời trang của Nhật. Phong cách này là nó cá tính độc đáo nhất, là sự phối hợp của nhiều màu sắc rồi đôi khi nó hơi dị một xíu á. Thì đây là cái phong cách rất được ưa chuồng ở Nhật của các bạn trẻ. Chỗ đúng 2 cái rồi anh, chúc mừng anh. Còn 2 cái nào anh thâm vô cho anh mừng cô ơi. Đó là D, D với H. F là 6. Tại sao anh chọn cái này? Tại anh thấy nó hơi huyền bí, nó hơi mạnh mẽ đối với phái nữ. Rất ghê, mình nghe tên mình cũng thấy là cái gì mà nó tối tối đúng không anh? Thì đây là một cái phong cách thời trang mà người ta sẽ thường là sẽ diện một cái cây đen, nếu không thì cũng sẽ là những cái tông màu trầm và tối nhất. Nói chung là mặc màu tối ra đường đó là chính xác luôn. 3 điểm là mừng rồi, vượt cái vượt rồi đó. Hình E anh chọn là số 8 thì là sai rồi. Hình A anh chọn là số 5 thì mình là sai luôn rồi. Thực ra hình A đó chính là streetwear, là cái kiểu mặc ra đường á, street style của mấy bạn hay phong cách năng động một xíu, thoải mái về số phố. Anh thấy năng động nè, áo yếm, ăn giày nè. Hình B anh chọn số 4 là minimal. Còn hình G anh chọn số 7. Đây là monochrome. Còn cái B này đúng, nó phải là monochrome. Cái này nè, đúng không? Đơn giản. Monochrome là một cái phong cách mà mình phối đồ đơn sắc á. Ví dụ như cô này cũng mặc đồ màu nâu á, anh thấy không? 3 cái màu nâu hết mà nó khác tông một xíu thôi. Đó, vậy là diễn viên Huy Khánh đã đúng được 3 trên 8 đáp án. Và xin chúc mừng anh Phong thắng. Nhưng mà thôi, vẫn có một cái phần quà dành cho anh. Bởi vì cố gắng này, em không nghĩ là một năm, nhưng mà vẫn có thể chọn đúng 3 đáp án, rất là hay. Không, nhờ tham gia chương trình này, nhờ em mà anh biết thêm một số tên của những cái phong cách mặc đồ. Và món quà dành tặng cho anh Huy Khánh, thời trang và hàng hiệu đồ gia sĩ. Hiệu quán gì nhất? Trời ơi, hiệu này thì nhận nha, còn hiệu mà lớn hơn nữa là không nhận. Món quà này cũng mang một cái ý nghĩa là luôn nhắc nhở chúng ta, dù chúng ta có mặc đồ hiệu hay không phải đồ hiệu thì đó cũng phải là những cái món đồ nó thực sự chỉnh chu nè, giúp chúng ta có thể có một cái vẻ ngoài ưa nhìn và thanh lịch nhất khi chúng ta xuất hiện trong mọi cái sự kiện, để tạo được cái ấn tượng cho người đối diện. Và hy vọng rằng anh sẽ thích món quà này. Chắc chắn thích, cảm ơn nhiều. Dạ. Bây giờ không khó để chúng ta thấy là bạn bè xung quanh mình sử dụng hàng hiệu. Hoặc là không phải bạn bè mình đâu, chỉ cần mình lướt mạng xã hội thôi là mình thấy rất nhiều những người trên mạng người ta khoe hôm nay mình có cái túi nè, có cái đồng hồ nè. Và không biết rằng đó có phải là một cái áp lực dành cho các bạn trẻ ngày nay hay không. Ví dụ với anh Huy Khánh đi, cái thời điểm mà anh mới 20 mấy tuổi á, và thấy những người xung quanh mình bắt đầu đã mua những cái món đồ xa xỉ rồi, đúng là áp lực không? Cá nhân Huy Khánh không có áp lực, mà mình sẽ bị tủi thân. Dạ. Và mình bắt đầu ngồi suy nghĩ lại là tại sao người ta có mà mình không có. Là vì người ta đi làm giỏi hơn mình, hay là người ta đua đòi hơn mình, hay là mình lạc hậu hơn người ta. Tại vì nếu như họ làm giỏi thì họ dư tiền, họ trang trải công việc, gia đình, rồi anh em. Ví dụ họ dư tiền thì họ sẽ mua cái đồng hồ hàng hiệu để họ đeo. Nếu như mình làm theo đúng cái điều đó thì chắc chắn là mình có thành công, mình có dư giả thì mình mới có tiền, mình mới mua sản phẩm để mình sử dụng. Thì bắt đầu mình mới cố gắng và mình phấn đấu hơn để mình đi làm, để mình có tiền, mình mua được những cái món hàng hiệu. Việc mà mình nhìn vào những người khác nó là áp lực, nhưng đôi khi nó cũng là động lực, đúng không anh? Nó sẽ là động lực giúp cho mình cố gắng phấn đấu hơn. Và cũng đừng nên nhìn người khác có những cái món đồ hiệu đó mà mình bị sao lãng phân tâm và mình cố gắng mình đua đòi, thì gặp thiệt thòi nhất là bản thân mình. Nhưng có những người khi người ta mượn nợ, người ta mua hàng hiệu. Bây giờ em thấy là có rất là nhiều những KOL họ làm những cái video clip đập hộp chiếc túi tiền tỷ, đập hộp cái này cái kia. Thì anh thấy cái điều đó có nên hay không? Hay là nó sẽ khiến cho các bạn trẻ ngày càng đua đòi hơn? Hay là nó sẽ tạo một cái động lực và xu hướng thời trang để giúp các bạn noi theo? Huy Khánh không có nghĩ theo cái hướng tiêu cực. Huy Khánh sẽ không nghĩ là các bạn trẻ sẽ đua đòi đâu. Có thể là những nhãn hàng họ sẽ đưa những cái sản phẩm đó cho các bạn trẻ quay đập hộp. Cũng có thể là những bạn trẻ đó họ đi làm, họ quảng cáo cho những cái sản phẩm, họ có tiền và
họ thưởng cho mình một cái món đồ đó. Và khi họ có món đồ đó, họ cũng có quyền khoe. Và khi khoe là họ quay clip tập hợp, thì cái đó cũng là cái tiền mồ hôi công sức của các bạn trẻ. Thì nếu như các bạn trẻ khác muốn có được như vậy thì phải đi làm, phải giỏi như các bạn khác đi, thì mình sẽ có được món đồ đó thôi. Rất là nguy hiểm khi mà chúng ta không đi làm mà đòi phải mặc đồ hiệu giống người ta, là sẽ dẫn tới những cái tình trạng là lén lấy tiền của ba mẹ. Nếu mà trưởng thành hơn chút xíu là bắt đầu mình còn 3 tháng lương nữa, cộng với mình mượn trước 5 tháng lương đi là mình đủ mua một cái túi hay một đôi giày đó, là cộng lại là 8 tháng lương. Mà trong khi 5 tháng lương còn lại là họ không còn tiền để họ ăn, họ sinh hoạt, thì lúc đó họ sẽ dẫn tới tình trạng là mượn tiền, mượn nợ để tiêu xài, để trang trải công việc hiện tại, đổi lại để họ có một cái túi hàng hiệu, thì Vy Khánh nghĩ là nó không có xứng đáng và nó không có hợp lý. Và bây giờ còn thêm một cái dạng nữa là hay mình có thẻ credit á. Nguy hiểm nặng hơn, là cà cho đã đi rồi mới muốn trả tiền đã hơn nữa. Có bao giờ Vy Khánh sẽ đưa ra lời khuyên cho những người xung quanh của mình không? Hay là những cái chuyện này tế nhị thôi, tiền ta làm gì làm? Mình nên khuyên những cái người mà không có thu nhập cao mà thích xài hàng hiệu, thì Vy Khánh nghĩ rằng chúng ta nên xài những cái đồ mà thời trang cũng được, hoặc là những cái hiệu mà hiệu rẻ tiền hơn thì nó cũng là đồ hiệu. Chúng ta phải biết nhìn lại là gia đình, bạn bè, ba mẹ của mình, hoặc là bản thân mình phải có cái số tiền để dành, để lỡ sau này mình có bị bệnh hay bị chuyện gì mình có tiền mình xài, lúc đó mình lấy cái túi ra bán không kịp, không ai mua hết á. Bên cạnh cái việc rắc rối nợ nần nè, thì cái tâm lý của những người mà lúc nào cũng ham muốn hàng hiệu và không có được á, anh nghĩ họ sẽ rơi vào cái tình cảnh ra sao? Bức rứt, khó chịu, nhiều khi đêm nằm mơ thấy mình đang sở hữu cái túi đó, mà bật dậy thấy không phải. Nói chung là làm con người ta sẽ bị bần thần và thôi thúc. Mà thôi thúc trong cái tình trạng mà tiêu cực thì nó rất là mệt mỏi. Đi làm tháng có vài triệu mà cứ nghĩ mình phải đổi cái túi mấy chục triệu, thì bắt đầu suy nghĩ rồi phân tâm mà không làm việc được. Chuyện nào có tiền đi thì mua, không có thì mua đồ rẻ hơn xíu cũng là hiệu mà. Và Ngọc Nhi thấy rằng là cái việc mà chúng ta yêu thích hàng hiệu không có gì là xấu cả. Tuy nhiên chúng ta phải tùy thuộc vào cái khả năng của mình, cái điều kiện của mình, để không biến bản thân trở thành một con nợ hàng hiệu, quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi dành cho một người hơi đói đúng không ạ? Anh cho anh ăn cái gì vậy? Đó, trò chơi này được ăn rất ngon luôn, ăn rất cay. Ồ, cái chữ rất ngon là anh thì càng sợ nữa nè. Sao anh đang nghi quá vậy? Phải là người ngon. Yên tâm, em sẽ cùng anh tham gia trò chơi này, bởi vì đây cũng là thử thách, nếu em muốn được ăn em phải giúp anh. Anh chơi chung luôn đúng không? Đúng. Vậy thì không sợ nữa. Và luật chơi như sau. Chương trình đã chuẩn bị sẵn 3 loại trái cây. Trong vòng 1 phút, người chơi phải mô tả sao cho người chơi còn lại đoán được tên loại trái cây này. Nếu đoán đúng sẽ được thưởng thức món trái cây đó. Chỉ được tả hương vị, hình dáng, màu sắc, không chấp nhận các cách mô tả khác. Anh tả nha. Anh tả hồi chừng hỏi đoán luôn. Chơi nha. Chơi luôn. Rồi, bật mắt lại. Ôi, tối thui. Ồ, trái này rất là dễ mà không biết sao để giải thích cho em nữa. Nói đi. Đây là một cái loại trái, ăn vô nó sẽ đẹp da, nó rất là giàu vitamin C. Ở trong nó có hột cứng lắm mà nha, chấm muối ớt ăn tuyệt vời. Trời ơi, anh không biết đúng hay sai nha, nhưng mà theo anh cảm nghĩ là đúng theo cái ý của anh đó, đúng không? Đúng rồi. Ê, cầm trái này chảy nước miếng quá trời luôn á. Chua nha, mọc ở trên cây rất là cao, thân cây rất là bự, có mùa mới có nha. Chua hả anh? Chua. Cái chanh nữa. Cây thân bự cao. Cam, xoài. Đúng. Tôi đoán là đúng. Mà không nhận em không ngốc quá anh ha. Mô tả cái cây thân cao mà em nói cái chanh, cái cam cho được. Anh cũng thấy vậy mà không dám nói, sợ em buồn. Mà em kịp thời nhận ra là được đúng không anh? Trái này mà em nói không đúng rồi thôi luôn á. Cái trái này nó chua khủng khiếp. Nó chua còn hơn trái xoài nữa. Có thể ép uống được nha. Và nó có hai loại, một loại chín và một loại sống. Mình có thể gọt vỏ mình ăn, mình có thể đập dập để mình ăn theo cái kiểu hồi xưa cho nó đỡ chua, biết không? Ủa, cái hộp nó khủng lắm. Trái cống. Đúng. Tất cả đều anh nghĩ đúng hết. Để mở ra coi. Đầu tiên là trái ổi nha, trái xoài và cuối cùng là trái cóc, đúng. Nhưng mà phần thưởng cho mình là mình được ăn mấy trái này, sao toàn đồ chua vậy, đang đói bụng. Trời, có tí muối ớt không? Thôi, anh nghĩ là cái phần thưởng này thuộc về em. Em cứ ăn hết đi, anh sẽ ngồi nhìn thôi, tại em đoán quá giỏi. Anh ăn đồ chua hả? Không được.
Thôi anh đừng trúng tránh nữa. Thôi anh ăn đi. Thôi giờ mình cùng lúc đi ha. Ừ. Đây chén mưa rất ngon, anh chọn miếng ổi ăn trước nè. Ổi rất là ngọt. Sao chín cũng ngọt luôn. Em có biết ổi là mang lại vitamin C rất là cao không? Cao nhất trong tất cả các loại trái cây. Nhưng mà không có lọt vỏ nha. Ủa? Anh ăn ổi anh ngăn luôn cái hộp không? Ừ. Cốc mà anh thấy thường mấy bạn trẻ hồi xưa đập đập ra cho nó đỡ chua mà không có đồ đập á, cái để những cái cửa sổ gỗ nhà người ta đẩy vô. Mà thời nay ít ai xài cửa sổ, cửa kính mà, cho nên ít ai dám làm. Nếu trẻ dạng cốc non ngâm á, còn cốc lắc á, lắc cái muối. Tôi công nhận nào, càng về sau cái giới trẻ càng phát minh ra nhiều thứ ngon hơn xoài lắc, cốc lắc. Rồi nói chung là biến tấu cách ăn ngon lắm, không riêng gì về thời trang. Thôi, thật hết phần thưởng này, xứng đáng với sự cố gắng của tụi mình. Quay trở lại, lý do ban đầu là vì sao chúng ta phải sử dụng hàng hiệu. Anh Huy Khánh nghĩ cái việc mà mình dùng hàng hiệu có nhất thiết là để khoe cho mọi người biết rằng tôi đang xài hàng hiệu hay không? Xài hàng hiệu không nhất thiết mình phải khoe. Bởi vì khi mình đã có cái đẳng cấp sử dụng hàng hiệu thì cái người xài hàng hiệu họ nhìn vô họ đủ biết mình đang xài hàng hiệu. Huy Khánh sẽ lựa chọn hàng hiệu theo cái sở thích, cái món đồ đó nó có phù hợp với phong cách mình đang sử dụng hàng ngày hay không. Cái giá trị của cái thương hiệu đó nó đã được ra đời từ khi nào. Có những thương hiệu vài trăm năm. Thì khi mình sở hữu một cái món đồ của một cái thương hiệu thâm niên đó, nó cũng đã là một cái giá trị rồi. Những người mà xài hàng hiệu họ nhìn vô những cái túi, họ sẽ biết được hiệu hay không hiệu, giả hay không giả hơn. Là anh sẽ quan trọng là chất lượng và câu chuyện văn hóa, lịch sử và cái tính lâu đời của thương hiệu nữa. Đôi khi mình yêu một cái thương hiệu đó chỉ vì là mình đọc một cái câu chuyện, mình thấy cái việc hình thành ra thương hiệu này nó quá là hay, như mình có cảm tình đúng không ạ? Dạ, đó cũng là một cái cách để mọi người lựa chọn cái thương hiệu yêu thích. Ngày nay thì Ngọc Nhi thấy có một cái xu hướng sử dụng hàng hiệu mà người ta hay gọi đó là quiet luxury, tức là một cái sự sang trọng thầm lặng, không cần phải khoe cho mọi người biết. Bao giờ anh nghe đến cái phong cách này chưa? Đôi khi nó sẽ là những cái gì tinh tế chứ không phải là những cái vàng chất cục trên người. Họ đạt tới cái cảnh giới xài đồ hiệu thuộc về những cái người là kêu là quý ông quý bà, tức là những cái món đồ càng mắc tiền càng đẳng cấp thì những cái logo nó càng ẩn và nó sẽ có những cái hoa văn để nó đánh dấu cái đó là một cái món đồ hiệu. Mình nhìn thoáng qua chưa chắc mình biết nó là món đồ hiệu, nhưng khi mình thấy nó đẹp, mình nhìn vô mình thấy cái độ tinh xảo rất là cao là mình biết nó rất xịn chứ không phải là xịn bình thường. Cái xu hướng quiet luxury này nó sẽ là phù hợp với một số cái món đồ mà đôi khi chúng ta, những người bình thường, mình chỉ biết đến những cái thương hiệu quá nổi tiếng thôi đi. Còn những cái thương hiệu này nó thực sự đắt đỏ, nó đắt hơn những cái gì chúng ta hay thấy, nhưng ít người biết, chỉ những người thực sự sành và thích chơi những món hàng hiệu để biết thôi. Nhưng mà những cái món đồ đó người ta sẽ quan trọng về chất liệu. Có thể chỉ là một chiếc áo len cashmere hay là một cái áo măng khô màu trung tính thôi, nhưng mà cái việc sử dụng cái chất liệu đó mình mặc lên á, mình thấy nó có sự khác biệt và có độ bền nó cũng cao nữa. Khi mà mình sử dụng đồ hiệu á, thì cái thương hiệu đó nó đã bảo chứng cho cái độ bền rồi. Quan trọng là khi họ mặc một cái đồ hiệu thì nó rất là vừa phong với mình và nó rất là đẹp, nó không có dư thừa chỗ nào hết. Nó là đồ hiệu là nó là như vậy. Đã đồ hiệu là nó sẽ rất là bền, nó không có dễ hư đâu và nó còn được bảo hành và thậm chí là bảo hành trên toàn thế giới. Vậy anh Huy Khánh có nghĩ rằng cái sự sang trọng thầm lặng này sẽ là một cái xu hướng để kéo mọi người về với giá trị của những món đồ và lựa chọn những cái món đồ thích hợp với mình thay vì là mua hàng hiệu chỉ để khoe không ạ? Tới một lúc nào đó thì những người xài hàng hiệu họ sẽ đạt tới cái độ mà xài hàng hiệu tinh tế như vậy. Thì chắc chắn những người mà đã biết xài hàng hiệu và theo thời gian thì Huy Khánh nghĩ họ sẽ tự nâng cấp và nâng tầm cái khả năng sử dụng hàng hiệu. Có những người khi mà họ mới xài hàng hiệu họ sẽ chọn những cái món đồ rất là nổi về cái logo, rất là nổi về cái hiệu để cho người khác thấy mình đang xài hàng hiệu. Nhìn là biết liền. Nhìn là phải biết tôi xài hàng hiệu. Nhưng mà càng lên đẳng cấp cao thì họ sẽ vẫn xài hàng hiệu nhưng họ xài một cách rất là tinh tế. Nhìn vô là biết người này rất hiểu. Qua buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với diễn viên Huy Khánh thì Ngọc Nhi nhận ra một điều rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng hàng hiệu hay không, đó là cái lựa chọn của mỗi người và tùy vào cái sở thích cá nhân và đam mê riêng. Nhưng mà việc sử dụng hàng hiệu sao cho phù hợp với bản thân, không trở thành con nợ của hàng hiệu. Và đôi khi chúng ta phải nhớ một điều rằng xung quanh chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái điều giá trị và ý nghĩa khác, chứ không phải chúng ta chỉ chạy theo hàng hiệu mà bỏ quên những điều đó. Mọi người nhớ điều này nha. Trước khi chào tạm biệt quý vị khán giả thì xin mời anh Huy Khánh sẽ chia sẻ về những cái dự định trong tương lai. Có một cái dự án nào đó sắp ra mắt mọi người hay không ạ? Huy Khánh vừa mới tham gia xong một dự án phim điện ảnh cũng khá là thành công, được rất là nhiều khán giả đón nhận, đó là Lật Mặt 6 của đạo diễn Lý Hải. Thì trong giai đoạn này là Huy Khánh đang được nghỉ giải lao sau thời gian đóng phim và thời gian đi cine tour giao lưu với khán giả ở khắp
tất cả mọi miền đất nước và đa số ở miền Tây rất là nhiều. Và sắp tới Khánh sẽ có thêm vài dự án game show mới, một bộ phim web được chiếu trên những cái app và một dự án phim điện ảnh. Cho nên thì Khánh hy vọng là mình sẽ có cơ hội được tham gia những dự án đó để gửi đến khán giả. Mọi người hãy cùng chờ đợi nha, không cần phải so là anh Huy Khánh xài đồ hiệu gì đâu. Rất cảm ơn anh Huy Khánh về cuộc trò chuyện ngày hôm nay và những cái quan điểm rất là thú vị từ anh. Và chúc anh sẽ thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa, mang đến những cái sản phẩm thật ấn tượng cho quý vị khán giả. Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng của chương trình Quán Quen Chuyện Chất cũng đã hết rồi ạ. Ngọc Nhi xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa cuối tuần thật là vui vẻ và hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng ta nha. Xin chào. We'll be right back.